Chào mừng quý vị khán giả của Little Swan TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc khuất cùng với Chelsea. Và vừa qua thì mình đã nói nhiều show nói về làm đẹp như thế nào và phụ nữ mình vẫn làm đẹp như thế nào á. Thì hôm nay mình sẽ nói về sức khỏe. Thì Chelsea rất là cảm ơn hai chị đã đến với chương trình. Em mời chị gửi lời chào đến quý vị khán giả. Lý Ngọc Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Little Swan TV. Chào bác sĩ Thu Thảo và Chelsea. Thu Thảo xin mến chào tất cả khán giả của Little Sài Gòn TV. Thu Thảo xin mến chào cô host dễ thương Chelsea và mến chào Ngọc Thu. Cảm ơn hai chị rất nhiều, là một người là bác sĩ và một người là mình nói là cũng là trong ngành nghề chuyên gia làm đẹp hả chị ha. Thì mình nói mà cũng là đẹp với sức khỏe nó cũng đi chung mà quý vị ơi. Luôn luôn là đi chung với nhau. Dạ, thì khi mà mình nói về sức khỏe hôm nay thì em cảm ơn chị Thu Thảo đã đến với chương trình. Thì thế nào mình gọi là khỏe chị ơi? Nhiều khi nhìn mình khỏe vậy nhưng mà ở trong của mình là giống như là đuối đục rồi chị ơi. Nếu mà hỏi Thu Thảo về cái đề tài khỏe thì Thu Thảo thường là phải nói rằng là nếu mình ở với cái độ tuổi nào của mình hiện thời mà chưa có cần phải dùng thuốc tây thì đó mới là khỏe, có nghĩa là chưa bị bệnh là mình còn khỏe. Còn nếu quý vị phải dùng thuốc tây, thuốc men giống như là ba cao một thấp, cao máu, cao mỡ, cao đường, thấp khớp thì lúc đó là mình đã bị có vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rồi đó. Nên là nếu mà ai hỏi dược sĩ Thu Thảo đã bị uống thuốc tây chưa thì Thu Thảo nói nó on wood, chưa dùng tới một viên thuốc tây nào hết mà chưa có một cái bệnh nền nào hết. Hay vậy. Dạ. Bác sĩ nói cái nghe giống như là hai chị em mình ngồi ngớ ngẩn. Vừa là bác sĩ Thu Thảo bây giờ là có một cái clinic về medical spa, medical spa về bên ngoài nữa, uống sức khỏe bên trong và bên ngoài, và cũng kết hợp với những cái liệu trình để mà ăn uống rất là quan trọng luôn. Nutrition hả chị? Dạ. Người ta thường nói là 80% sức khỏe của mình là từ những cái thức ăn mà mình bỏ vào trong người của mình. Hoặc là mình muốn có một làn da đẹp thì có nhiều người nghĩ là thôi thì tới khi da của mình xấu rồi thì là đi cắt, mổ, xẻ, sửa. Nhưng mà không phải như vậy. Nếu mà mình đi cắt, mổ, xẻ, sửa thì nó xâm lấn quá nhiều và nó cũng sẽ thay đổi cái nền của cái khuôn mặt của mình. Còn cách nào để mà mình có thể làm được cho làn da hoặc sắc đẹp của mình tự nhiên nhất có thể mà mình vẫn trẻ hơn cái độ tuổi của mình, thì lúc đó là mình đã gìn giữ được sắc đẹp của mình với cái độ tuổi của mình. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn em. Thực sự khi mà mình nói về ăn uống, những cái gì mình ăn đó, thì em là vấn đề là có về vấn đề ăn uống rất là nhiều, thì em bị bao tử. Thì cái vấn đề như chị nói, cái bao tử em càng ngày nó bị nhỏ lại rồi, thì em chỉ ăn những gì mà mình có thể là giữ lại cái chất thôi. Nhưng mà mình khi mình đi làm ở nước Mỹ thì mình khi mình đi làm mình có gì ăn đó. Thì như chị nói đó, nếu mà một người cơ thể không có, nhiều khi mình bỏ ăn luôn á, thì nên ăn những chất gì mà quan trọng nhất mà cơ thể mình nó cần. Giờ thôi, nếu mà theo Thu thì Thu nghĩ là ăn cái gì là quan trọng nhất nha. Chị đây chắc là ăn yến quá. Đúng, em cũng nghĩ vậy luôn, em cũng nghĩ như vậy luôn. Yến là nó hết cho tất cả về da, về hệ hô hấp và luôn cả về collagen này rất là nhiều. Còn thì yến thì Thu cũng chưa có nghe, chưa có research là chữa về bao tử, nhưng mà Thu nghĩ phổi thì tốt, phổi nó rất là tốt cho những người da. Mà về phổi, về da. Còn về bao tử thì chắc để bác sĩ trả lời. Rồi thì liên quan tới vấn đề mà bao tử và Chelsea nói là cái đường ruột của em bây giờ nó nhỏ lại hoặc là nó yếu, thì Thu Thảo muốn cho quý vị một cái điển hình. Trong cơ thể của mình, trên cơ thể của mình, bộ phận nào là quan trọng nhất? Bao tử hả? Không, từ từ. Thường thì người ta sẽ nói là quả tim, đúng không? Yêu nhiều là sẽ bị tim. Nhưng mà thứ nhì là cái não. Nhưng còn một bộ phận nữa rất là quan trọng thì Chelsea nói đúng là cái bao tử của mình. Nên là ông bác sĩ, người cha của ngành y học là ông Hippocrates, ông ta nói là gut health equal bằng với lại brain health. Có nghĩa là bao tử của mình lành mạnh thì nó sẽ giúp cho cái đầu óc của mình suy nghĩ được lành mạnh nữa là tốt hơn. Do đó luôn luôn cái đầu và cái bao tử của mình nó dính liền với nhau.
Nên thường người Việt Nam hoặc là người Mỹ có cái câu là you are what you eat, hoặc là mình ăn cái gì thì là mình trở thành cái đó. Nên nhiều người sẽ nói là ăn fast food nhiều quá thì rằng không là tốt cho sức khỏe và nhất là bao tử. Nhưng mà em nghĩ là ăn yến thì nó sẽ tốt, bởi vì á chắc chắn luôn, yến nó mềm, nó mềm, giống như nhiều khi cái bao tử của em cũng cần những cái thức ăn nó mềm đó, nó sẽ không có làm cho mình bị đầy hơi hoặc là mình bị nó những cái đồ cứng vô ấy. Thay vì em ăn cháo, yến cũng thay cháo được mà. Cái này thì vấn đề này, cái này là chắc có vị khán giả đang ngồi nhà xem đó, tôi đâu có tiền mua yến đâu. Đúng rồi đó. Thì bây giờ mình có cái gì đặc biệt hơn, hay là có cái yến nào mà trung bình cái giá mà sản phẩm tốt, mà cái giá mà có quý vị có thể là mua được không chị? Cái cũng có nhiều người cũng có ý nghĩ giống như là Chelsea là nghĩ là yến là một cái một thức ăn gọi là xa xỉ hoặc là nhiều tiền, cũng có thể là tôi không có đủ khả năng để ăn yến. Nhưng mà thật ra nếu mà mình ngồi mình tính lại á, tại vì Thu muốn nói là yến là tất cả mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực mà mọi người ai cũng có thể ăn yến được, bởi vì nó không mắc. Tại vì mình nghe cái chữ yến là tại vì thời trước là nó hiếm, rồi những người mà quan chức nè, rồi vua chúa hay cung đình rồi ăn thôi. Nhưng mà bây giờ Thu thấy 100 gram yến có 350 đô thôi, mà đã là 12, 13 tổ. Quân bình mình chia ra là mỗi một tổ yến là mình chưng được với lại 700ml nước. Thì nó cũng khoảng là hai chén hả chị Thảo ha? Đúng. Nếu mà hai chén đó là mình ăn cũng sang ok đó. Tính là một ngày bao nhiêu? Là 2 ngày hay là mấy ngày? Thì đó, đúng. 2 chén là 2 ngày. Thì em nghĩ là buổi sáng 1 chén, buổi chiều 1 chén. Còn nếu hơi bị nhiều quá chị, mình không có điều kiện á. Thì nếu mình không có điều kiện thì mình một tuần mình ăn 2 lần thôi. Nhưng mà thật ra nếu mà phải uống thuốc nutrition rồi phải dùng những cái phương pháp mà về thuốc men, thì em nghĩ là những cái gì nó tự nhiên, nó thiên nhiên, nó vẫn hay hơn, nó vẫn tốt hơn. Thay vì một ly cà phê của mình cũng bao nhiêu tiền rồi, tính ra một cái tổ yến mình ăn cũng chỉ có 30 đồng chưa tới, đúng không? Được. Cho một một tháng hay một ngày thì mỗi lần mình ăn, mỗi một lần mình ăn là 30. Nhưng mà một cái tổ yến em có thể chia thành 2 lần ăn cũng được. Bởi vì 700ml nước thì nó cũng khoảng 2 chén, nhưng mà 2 chén đó là cũng đầy đó. Nhiều khi một phần là mình biết sức khỏe, và một khi hay là một phần nào đó quý vị muốn ăn cái gì nó lạ lạ mà ngon miệng nhưng mà nó đơn giản, thì yến cũng có một cách mà nó giúp cho một cái dessert. Cái Thu nói đây là vấn đề là không phải là mắc hay rẻ, tại vì mình nghĩ là yến là nó mắc thôi. Nhưng mà giống như những người nào mà nên ăn là những người mà mới bệnh dậy nè, rồi những người già yếu, nhiều khi thức ăn làm cho mình không có giống ngon như miệng không hả? Ngon miệng nữa. Nhưng mà thật ra yến nó cũng dễ, rất là dễ ăn cho Thảo ha. Khi mình yếu, mình bệnh, mình sức khỏe mình không tốt, mình dậy mình ăn cái tự nhiên cái người mình nó khỏe hẳn ra. Hoặc là Thu Thảo có nghe nói là ai mà đang mang thai thì ăn yến rất là tốt, cho em bé. Mà hơn rất là nó về collagen nhiều. Thì khi mà nói tới rằng là sức khỏe, sắc đẹp thì luôn luôn mình phải nói rằng là nó đi chung với nhau. Còn bây giờ mà mình chỉ có nghĩ về sắc đẹp không mà mình không quan tâm tới ăn uống, thức ăn của mình ăn mỗi một ngày như thế nào, thì thường Thu Thảo khuyên những bệnh nhân của mình là yin và yang và 80, công thức 80-20, có nghĩa là một tuần 7 ngày. Thì Chelsea và Thu và quý vị phải suy nghĩ là 7 ngày như vậy thì 5 ngày mình phải ăn chuẩn, có nghĩa là ăn đầy đủ chất, rau nhiều. Thì thường Thu Thảo sẽ cho một cái công thức là quý vị dùng cái bàn tay của mình nè. Cơm thì quý vị nắm cái bàn tay lại là nhiêu đây, là có nghĩa là nhiêu đây là tinh bột mình ăn cho một bữa chị? Có nghĩa là nửa chén cơm. Dạ, hoặc là tay biết. Của ai bự thì đàn ông thì được ăn một chén bự. Còn tay ai nhỏ thì khi nhà mình nắm lại thì mình gom lại là nhiêu đây, đó là tinh bột. Rồi 4 ngón tay mình nắm lại thì đó là protein, chất đạm. Thì thường mình đi ăn nhà hàng á, thì là nó cũng serve cho mình là một cái cục thịt bò hoặc là một cục cá, một cái miếng cá nó như vậy. Đó là từ 6 ounce cho tới 8 ounce là chất đạm, là protein để mà nó nuôi cơ, nó nuôi bắp thịt của mình, vân vân. Còn ngoài ra để mà cho quý vị hiểu rằng là để mà ăn đúng những cái dưỡng chất á, thì nguyên cái bàn tay của mình như vậy nè, mình xòe ra bự thật là bự, thì nhiêu đây quý vị có thể ăn được bao nhiêu là rau
trong một bữa ăn, có nghĩa là một tô rau cũng không có mập, mà tất cả những cái micronutrients. Là những cái dưỡng chất vitamin đồ bổ mà mình cần thiết trong một ngày cho cơ thể của mình, nuôi cơ thể của mình là từ rau chứ không phải là từ tinh bột. Do đó quý vị đi ăn một tô phở là quý vị ăn sai rồi, có nghĩa là bánh phở thì nhiêu đây, thịt thì nhiêu đây, còn rau mấy cọc giá với lại rau thơm thì là nhiêu đây. Sau khi bác sĩ Thu Thảo nói xong, mai mốt mình đi ra tiệm phở, mình kêu là mình bây giờ ra. Phở là nhiêu đây. Đúng rồi. Thịt là nhiêu đây. Không, lộn, thịt là bao nhiêu đây. Nhiêu đây, còn giá là nhiêu đây. Ồ, dạ. Cái này lộn. Cảm ơn chị. Không, mà có cái một cái khuyên, cái cách để mà chị suy nghĩ nhớ hay quá ha. Dạ. Tại vì thường em nghĩ là, nhưng mà Việt Nam có cái cơm dắt, bây giờ dắt lại chút xíu thành như đó là, nhưng mà bỏ ra rất là nhiều. Chị Thảo nói là Chelsea nó dắt một cái là khỏi ăn luôn á. Nên... Ủa có nạn à, ăn cơm dắt xong mở ra là nó bự. Có chứ, tại vì cơm dắt là mình giống như cơm thì mình đã rã ra thì một nắm bao nhiêu đó, nhưng mà giống như chị dắt lại là giống như hai phần mà chị gom lại. Có nghĩa là ăn theo kiểu Chelsea là ăn double đó. Ăn cơm dắt. Thì cảm ơn chị rất nhiều, thì cái đó một cái phương pháp rất hay. Thì bây giờ em nghĩ đến vấn đề thuốc bổ ha. Thì mình biết yến là một cái cách là làm bổ rồi, nhưng mà thuốc men thì ở đây mình có những dược sĩ ở đây, thì sẵn em hỏi luôn là Việt Nam mình, bản thân em, mẹ em cứ và nó là lụy về thuốc bổ, thì nhiều khi bỏ ăn bỏ uống hay là đang mệt cứ uống thuốc bổ, nghĩ là thuốc bổ sẽ bổ tất cả, nhưng mà theo như em biết á là bổ nhiều quá thì thành độc. Thì theo như chị dược sĩ ở đây thì thấy như thế nào ạ? Thật sự mà nói rằng là mình phải quân bằng tất cả mọi thứ, có nghĩa là uống dược thảo, thuốc bổ. Nhưng những cái dược thảo, thuốc bổ đó phải từ những công ty nào làm và họ có làm uy tín. Rồi đồng thời quý vị phải hiểu là mỗi một đồng quý vị bỏ ra để mua thuốc bổ thì quý vị hấp thụ được bao nhiêu xu vào trong cơ thể của mình. Tại vì những viên thuốc bổ đó khi mà mình uống á là chắc chắn nó phải qua đường bao tử. Rồi từ bao tử nó dung dịch, bao tử nó đánh tan cái viên thuốc bổ đó, rồi rằng là nó mới hấp thụ vô trong máu huyết và cơ thể của mình để cho mình có những cái dưỡng chất mình cần. Nhưng đa phần những viên thuốc bổ là mình sẽ bị mất đi ít nhất là 50-60%, là vì những cái chất nén tinh bột mà nó làm cho cái viên thuốc đó nó chắc lại. Do đó có nghĩa là một đồng quý vị bỏ ra mua thuốc bổ thì quý vị sẽ bị mất đi là ít nhất 50-60 xu. Và công ty đó nó có uy tín để mà nó mang những cái dưỡng chất đó đến cho mình hay không. Còn nếu quý vị lựa được những thuốc bổ nào mà làm bằng bột hoặc là bằng nước thì lúc đó mình có thể là nói là một đồng mình bỏ ra mua thuốc bổ của cái hãng đó nó làm bằng bột, thì sau khi mình pha với nước thì là mình sẽ hấp thụ được ít nhất là 80-90%. Còn nếu mà dạng nước thì rằng là giống như là Ngọc Thu chia sẻ là ăn yến có rất là nhiều dưỡng chất collagen, thì khi mà quý vị mua collagen bằng nước thì là Thu Thảo cũng nói là nó vẫn tốt hơn là mua collagen thuốc viên, tại vì nó không có hấp thụ vô trong cơ thể của mình. Do đó mình cũng phải rất là cẩn thận khi mà mình bỏ tiền, tốn tiền. Rồi có nhiều người uống thuốc bổ đến nỗi mà quên khỏi ăn cơm luôn. Thì này mẹ em, thì mẹ nghe chắc mẹ mua phải chứ. Mẹ nói từ sao lên em nói mẹ vậy. Không, nhưng mà thật nhiều khi cũng khuyên luôn. Em cũng khuyên mẹ em, tại mẹ em cứ mỗi lần mà em bệnh yếu cái mẹ nói tại không uống thuốc bổ. Thì em cũng đầu vô em cũng phân vân này kia, nhưng mà sau này em uống. Nhưng mà em uống cái cách của em là em ăn, em uống giống như vitamin D. Mình phải đi ra nắng, mình mới nên uống. Thì làm đúng cái gì theo cái cách mà em đọc trên đúng mạng. Đúng như vậy. Những thuốc bổ mình cần thiết cho tất cả mọi người, giống như Chelsea nói là vitamin D. D rất là quan trọng, là tại vì đa phần chúng ta làm việc ở trong văn phòng, không có đi ra ngoài nắng, nên là mình sẽ không có hấp thụ được ánh nắng mặt trời để mà cơ thể của mình nó tái tạo, nó làm ra vitamin D trong người của mình. Và vitamin D thì rất là quan trọng về xương khớp, về trí nhớ, về những cái bộ phận quan trọng trong cơ thể của mình. Do đó bắt buộc vitamin D
thì Thu Thảo khuyên là đừng uống thuốc viên mà là tới Restore Medical Spa để mà truyền nước biển và chích vitamin D thẳng vô trong máu của mình. Thì là một tháng như vậy Thu Thảo chích một mũi, thì khi sau đó 3 tháng mình đi đo thử máu á, thì cái lượng vitamin D á, nó tăng lên với cái liều lượng mà bác sĩ mong muốn. Còn trước đó thì Thu Thảo uống thuốc viên vitamin D, uống cả 6 tháng, 9 tháng rồi đi đo lại, nó không có tăng, nó nhích lên được chút xíu à. Do đó nếu mà hỏi là những cái thuốc bổ nào mà quan trọng á, thì Thảo khuyên là nên truyền nước biển thì nhanh nhất. Truyền nó nhanh hơn là mình uống với... Tại vì truyền là nó vô thẳng trong máu của mình và trong ven của mình. Vậy em cần truyền nhiều lắm. Từ bi đi, rồi si, cái gì cũng cần hết. Tiền nữa, vitamin C. Thì khi mà mình nói về truyền... truyền tiền vô trong máu của em thì... chị Thảo ở chỗ Resort không có dịch vụ đó. Không, thì là nếu như mà theo như chị nói là chỉ cần mỗi tháng tùy cái người đó thôi, là cần cái level của em, cái này cái mà họ thiếu gì thì mình cần cái đó, nhưng mà làm sao mình xét nghiệm được, lúc đó mình phải đi thử máu đi chích mình mới biết mình thiếu gì, hay là chỗ của chị có một cái đồ đo độ đo giống như đo cái gì đó để biết không? Đa phần thì mình sẽ đi theo độ tuổi, hoặc là nếu quý vị đi thử máu và mang cái kết quả thử máu thì chúng tôi sẽ thấy được là những cái gì thiếu trên cái kết quả thử máu của quý vị thì chúng tôi sẽ recommend. Nhưng mà thường với cái độ tuổi mà ở cái tuổi của mình thì là mình sẽ biết là mình nên có những cái thuốc bổ gì trong người của mình. Cảm ơn chị, vì sẵn có một người chuyên gia về yến này em hỏi luôn ha. Quý vị hỏi là sao này nói yến thì tại vì một người chuyên gia ngồi đây. Độ tuổi nào ăn được yến hả Chelsea? Kể độ tuổi này em hỏi luôn. Nít, hả? Dạ, con nít cũng được tốt. Lý do em tính hỏi chị á là mình biết là yến nó có một vấn đề là rất là tốt, nhưng mà quý vị nào mà đang ở nhà đã ăn yến rồi, nhưng mà em biết là yến mình cũng ăn đúng cách luôn. Thì thật đối với chị á, yến mình ăn giống như thuốc bổ vậy á, nếu mình quá liều quá cũng không tốt, cũng nóng trong người luôn, không biết làm cái gì không? Nó dư quá thì nó cũng sẽ đào thải thôi, nó cũng có cách để đào thải đúng không? Nó đi ra đường nước tiểu. Nhưng mà thật ra yến á là ăn đúng cách nhất là sáng là bụng đói, mình chưa có ăn thức ăn gì hết, thấy bụng mình đói mình ăn vô nhưng cũng không cần quá nhiều, điều lượng một cái chén nhỏ hơn chén cơm của mình cũng được, nếu mà mình duy trì tốt cho mỗi một mỗi ngày hoặc là mỗi một tuần ít nhất 3 ngày 3 lần thì nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn. Hoặc là trước khi mình đi ngủ, vào mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ mình ăn đại khái là lúc mà bụng mình nó đang đói, nó chưa có thức ăn thì nó không bơm vô máu được, thì những cái chất mà tốt của yến nó sẽ help cho mình nhiều hơn. Còn một cái vấn đề nữa rất là hay, vấn đề mình là mình thấy yến mình bán ngoài chợ Costco hay đâu đó nha, thì mình thấy yến nó làm sẵn rồi thì mình cũng nghĩ nó yến, nhưng mà có những người thì nói là ô cái đó chỉ là chất dụng thôi, có những người thì nói miễn có chất yến thôi. Thì đối với chị, mọi người mà chuyên về yến thì chị thấy nó như thế nào, nếu mà quý vị bây giờ chỉ đi yến mua ở ngoài chợ thôi, nó có nhiều chất đường nhưng mà có nhiều loại nó đều là không có đường. Thật ra đó, yến ở trên thị trường này rất là nhiều hiện thời bây giờ. Yến của công ty Yến Tây Nam của nhà Thu á, là do yến nhà của mình và mình xuất và nhập khẩu được vô nước Mỹ là được có giấy giấy phép approve, có FDA rồi HACCP là kiểm duyệt an toàn thực phẩm USDA và Fish and Wildlife là để cho mình bán ra thị trường của bên Mỹ đó, là giấy tờ đầy đủ. Và luôn cả những đại lý mà đang bán hàng cho công ty Yến Tây Nam là cũng rất là an tâm vì mình được qua kiểm duyệt, bởi vì yến nó thuộc về động vật á, cho nên có rất nhiều ở ngoài thị trường hiện nay, mà nhất là ở Cali của mình là cạnh tranh rất là lớn. Mà Thu tự tin ở một điều là tại vì hiện thời á là tụi chị là đang làm yến một loại một thôi, premium, nhưng mà mình trên trang web của mình cũng làm có một loại chân yến. Chân yến là những người đã ăn yến qua rồi và đã sành về yến rồi thì người ta mới hiểu được chân yến là cái gì và cái độ collagen của nó nhiều hơn, cái độ tốt của nó và nó ngon và nó giòn, nó thơm này theo cái test của mọi người thôi. Chân yến là hai cái góc cạnh của cái tổ yến á, mà người ta gỡ nó xuống. Thôi cũng để mặt hàng để cho khách hàng có cái sự so sánh thôi, còn tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Và luôn cả một cái loại yến nữa là loại một. Lời một ở đây á là để chị nói sơ về cái yến rồi xong rồi mới tới cái lời một á là nó giống như là nó
nó thấp xuống một chút, là giá tiền nó cũng mềm tí, nhưng mà mình cũng đang để trên cái trang web của công ty Yến Tây Nam thôi, nhưng chưa nhập qua Mỹ. Hiện thời thì công ty Yến Tây Nam á, là chỉ có một loại là đang có ở thị trường Mỹ thôi, nhưng mà Thu vẫn để chi Thu muốn thử một cái test á, là nhu cầu của khách hàng á, họ sẽ order gì nhiều hơn. Thì mình sẽ nhập cái hàng loại một qua, tại vì còn cái việc mà Chelsea hỏi chị á, là tại sao mà Yến Đường rồi Yến Dụng rồi có nhiều thông tin là Yến giả nữa, nhưng mà thật ra là theo em là không có Yến giả ngoài thị trường, mà là do Yến nó có nhiều loại lắm. Những cái nhà Yến từ 10 năm tới 15 năm trở lên á, thì nó sẽ có những cái Yến già. Yến già thì cái tổ nó chắc hơn, lâu đời hơn. Dạ, rồi nó cái sợi của nó cũng dày hơn và nó ngon hơn và nó thơm hơn khi mình chưng lên. Còn những cái tổ Yến non á, thì sometimes ở ngoài thị trường ở Việt Nam á, người ta hay mua ở bên ngoài của những nơi như là Indonesia, họ trôi nổi ngoài đường á. Ở ngoài thị trường á, họ mua về thì Yến non nó nhiều, thì nó sẽ không có mùi thơm hơn, nó mau rã, rồi mình ngâm nó rất là mau tan. Còn cái chuyện mà ngâm 15 phút hay 1 tiếng nó tan với lại 4 tiếng nó tan á, là do cái kỹ thuật nén thôi. Mình nén càng chặt á, thì cái sự tan của nó lâu hơn. Mà khi nó tan ra nó không rã, nó không có bột, nó không có mùi tanh thì là không có pha trộn. Có nhiều người họ muốn lời nhiều thì họ pha trộn Yến Dụng trong đó. Thì thông thường nhà chị á, khi mà lúc mà em vô trang web em coi á, thì cũng có chiếu nhà máy và công nhân làm như thế nào. Những cái hàng dụng mình để mình bán trong nội địa thì người ta, công nhân họ sẽ nấu ra thành những cái chung đó, như Thảo. Thì bán đi cho những người mà họ muốn ăn liền, họ không có thời gian nấu. Nhưng mà cái đó thì yes, nó không phải là hàng giả, nhưng mà cũng tùy cái nhà sản xuất mỗi người họ làm như thế nào thôi. Nhưng mà cái thành phần mà Yến thì nó sẽ không nhiều được, bởi vì mỗi một cái lọ như vậy, cái giá tiền như vậy thì làm sao mà cái Yến nó nhiều hơn. Còn khi mà những người tiêu dùng họ rất là thông minh, mà nhất là những người mà họ sành ăn rồi đó, họ lại thích cái loại một của tụi chị nhập về đây. Còn nhiều người chưa ăn bao giờ, yes, có những người chưa bao giờ ăn Yến mà họ cảm thấy Yến mắc quá, bởi vì nghe mua 100g nó tới 300 mấy chục đô lận. Thì không biết ăn có một lần một rồi nó giúp được cái gì, nhưng mà thật ra chị ăn 100g Yến nó vẫn không có thấy được cái hiệu quả gì hết. Giống như mình uống thuốc vitamin vậy, đúng không bác sĩ? Thì mỗi một ngày một ít, mỗi một ngày một ít, thời gian nó sẽ cho mình thấy được cái hiệu quả của nó. Và cái nhất là những người mà lớn tuổi mà có yếu về sức khỏe hay là ăn uống không được ngon miệng á, thì mình sẽ được những cái feedback đó rất là hay. Cảm ơn chị rất nhiều. Yeah. Khi mà mình nói về Yến là nhiều lắm. Một cái talk show nói không đủ đâu chị ơi. Yeah. Nhiều khi em, bản thân em, mình biết là Yến giúp cho sức khỏe, nhưng mà nhiều khi mình thèm cái mùi vị Yến. Yeah, thì bây giờ mình nói lại nữa là sức khỏe, nếu mà ngoài không uống, không ăn Yến, không uống thuốc, mình có thể có những cái phương pháp nào mà giúp cho quý vị khỏe ở nhà được không? Mà nó đơn giản. Tập yoga, tập thể dục. Bắt buộc nếu mà nói tới sức khỏe thì luôn luôn là mình phải nghĩ tới rằng là mỗi một ngày nếu mình có thể tập thể dục được từ 30 phút đến 45 phút đến 1 tiếng thì mình sẽ kéo lại được tuổi thọ của mình một ngày, là mỗi ngày mình tập thể dục thì mình cứ nghĩ như vậy thì có nghĩa là mình sẽ giúp cho mình bớt già và tất cả những bộ phận ruột gan phèo phổi trong cơ thể của mình nó cũng hoạt động, máu huyết lưu thông. Còn nếu những ai mà bận vì đi làm hoặc là không có thời gian thì ít nhất là 3 ngày trong một tuần là mình phải tập thể dục, thì đó là giúp cho cơ thể và sức khỏe của mình. Còn giờ nếu mà có những cái máy móc gì mà hỏi Thu Thảo để mà mình có thể ngồi để trải nghiệm được, là không cần tập thể dục mà cũng có thể là tương đương với lại tập thể dục, thì nó có một cái máy nó gọi là truyền điện từ trường, mà ở Restore Med Spa Thu có thải ngồi độc đó, hả? Đó, cái máy thải độc tố đó. Là sao hay vậy? Thì với nửa tiếng của hai cái bàn chân mình để trên cái máy đó thì nó tương đương với 2 tiếng đồng hồ.
mình leo núi. Leo núi với chạy bộ. Leo núi mà chạy bộ. Mệt không? Mệt, mình ngồi cái máy đó nó mà nóng mình cái sweat mình ra. Mình chảy mồ hôi. Thì quý vị tìm hiểu cái công nghệ đó, nó gọi là PEMF, là Pulse Electromagnetic Frequency. Thì dịch ra tiếng Việt nó gọi là truyền điện từ trường. Hoặc là có những bác sĩ, quý vị có thể nhờ con cái Google PEMF. Trên YouTube thì có những bác sĩ y khoa, họ cũng nói về cái công nghệ này và cái technology PEMF này. Và có những cái giường nó bán cả 5.000 đô, 10.000 đô cũng có, vân vân. Rồi nếu mà nói tới là để mà tột đỉnh mà khỏe nhất, mà nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao Thu Thảo sẽ nói tới cái công nghệ tế bào gốc. Nếu mà tế bào gốc mà mình có được một cái nơi uy tín, mình tin tưởng và mình biết được là họ mua được cái nguồn gốc tế bào gốc được của baby nha, chứ không phải là của trái táo, trái cà chua. Thì mình đang nói là tế bào gốc mình truyền vô trong cơ thể của mình. Thì Thu Thảo đã nghiên cứu về tế bào gốc thì thấy được rằng là đây là món quà còn lại duy nhất mà Thượng Đế để lại cho nhân loại. Cảm ơn chị. Wow. Nhưng mà theo như em nghe, như em biết là mình phải làm vài lần, đúng không? Chứ một lần nó không có. Thì giống như Chelsea nói là thuốc bổ hoặc là ăn yến thì nó phải cần thời gian. Nhưng sau một lần thì những cái bệnh nền trong người của mình sẽ thấy được nó cải thiện từ tế bào gốc. Ít nhất cũng phải là từ 30, 40, 50%. Rồi mỗi 6 tháng mình phải đi truyền lại. Và lý do tại sao nếu mà mình có nhu cầu là tại vì theo thời gian thì mình già nua theo từng ngày, đúng không? Thì giờ thuốc bổ, ăn yến, tế bào gốc thì mình phải gìn giữ và mình phải bồi bổ, đó là như vậy. Nói về sức khỏe, mình thấy nếu mà quý vị nào mà hay là mình talk show như Chelsea hay nói về làm đẹp thì mình nghĩ là lúc nào tốn tiền hết, nhưng mà khi mình nghe lại đó về sức khỏe nó còn tốn nhiều tiền hơn nữa. Thì có cái câu Chelsea và Ngọc Thu và quý vị có đồng ý không, là hồi trẻ thì mình đánh đổi sức khỏe của mình để đi kiếm tiền làm tiền. Và khi về già thì mình đánh đổi lại tiền. Đồng tiền của mình để lấy lại sức khỏe. Do đó Thu Thảo muốn khuyên tất cả mọi người là mình phải quân bằng lại. Có nghĩa là hồi trẻ mình phải duyên giang, có nghĩa là đi làm không nghĩ tới là ngủ 2 giờ sáng cũng không sao, 3 giờ sáng cũng không sao. Mình phải quân bằng lại là ít nhất mỗi một tối, buổi tối mình phải ngủ ít nhất là từ 6 tiếng cho tới 8 tiếng là tốt nhất. Nhưng mà về già thì mấy bác lại không ngủ được, mà ngủ có khoảng 3-4 tiếng thôi. Do đó mấy bác sẽ khiếu nại là Thu Thảo ơi, có cái gì, có thuốc gì hoặc là phải dùng tới thuốc ngủ để mà giúp cho những người già lớn tuổi ngủ được. Thì đó cũng là một cái mà mình phải biết quân bằng lại từ hồi trẻ cho tới về già. Dạ, cảm ơn chị. Sẵn chị đã hỏi câu đó rồi, chắc quý vị đang đón xem cũng là có bây giờ bắt buộc phải uống thuốc ngủ hay sao, tại vì tôi ngủ không được. Vì khi mình nói về tâm lý hay là về stress, nhưng mà nếu ngoài thuốc ra phải bắt buộc phải uống thuốc mới được ngủ một giấc ngon. Không, có những cái máy giống như hồi nãy Thu Thảo nói là PEMF giúp cho được giấc ngủ của mình. Do đó là nếu mình tránh đừng dùng thuốc tây thì đó là một cái cách mà tốt nhất để mà giúp cho chúng ta không có bị phản ứng phụ từ thuốc men, từ những cái chemical mà mình bỏ vào trong người của mình. Còn nếu mà mình làm được một cái cách tự nhiên nhất, có nghĩa là mình nghe nhạc êm dịu, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình đừng có coi tivi khuya quá, thì lúc đó mình cũng giúp cho cái cách tự nhiên nhất để mà mình có thể ngủ được. Yeah. Vân vân. Chắc bây giờ em về em bỏ bô bà em chạy uống yến quá chị ha. Đúng rồi, bắt buộc phải như vậy. Bố bà ba là mập ra hả? Chứ đâu có bổ khỏe gì đâu bé. Không, em là đi diện bô bà. Thêm là có sức khỏe chạy trong mo nữa, đứng trong mo rồi chạy mọi nơi luôn. Không, tại vì khi em bị thiếu đường, cái cảm giác như mình thiếu đường á, nhưng mà thực sự mình không phải thiếu đường, nhưng mà mình quen rồi, mình cứ nghĩ mình thiếu đường, thì lúc nào cũng là một ly trà sữa. Tại vì em ghiền bố bà. Nhưng mà với cái dáng của Chelsea hồi xưa, chị Thảo nhớ không, 10 năm trước em cũng roi roi cỡ Chelsea, em cũng bố bà đó. Giờ nó vuông ăn vậy.
bây giờ là không ý là bây giờ mình nói là tại uống yến ngon miệng. Không nha, kể từ ở Việt Nam 2 năm, chị về Việt Nam cũng 2 năm để mà đầu tư mấy cái nhà yến, rồi cũng để mà nghiên cứu đi đem yến về đây á. Thì ở bên đó tất nhiên là mình về khí hậu quê nhà nè, rồi ở dưới quê nữa, ăn uống cái gì nó cũng ra vườn cái có liền nên nó thoải mái đầu óc, nên tới hồi về đây thì em cũng có xuống cân chút. Chút rồi. Nhưng mà cũng thứ nhất là về da, là về đây là phải đi qua bên bác sĩ thu thảo đó để làm về da trước. Rồi yến là yes, sometime á là em thấy không, mình vô mò mình đứng từ sáng tới chiều là tụi em nói chuyện non stop luôn á, mà không có phải đi nữa, đâu có được ngồi đâu. Còn giờ lên thì dữ lắm là nửa tiếng 15 phút là phải chạy, cho nên khi mà mệt quá cái ăn yến. À, cũng được hả? Ăn yến trừ cơm cũng tốt lắm á. Em tưởng là ăn yến chỉ được buổi sáng thôi, nhưng mà thực sự là mình giờ giấc nào cũng ăn được hết. Không, nếu mà tốt nhất là buổi sáng lúc giờ bụng đói thôi. Còn ví dụ như nhiều khi mệt quá em không muốn ăn bất cứ gì hết thì thôi đem yến theo ăn. Nó dễ ăn, nó làm cho mình không có ngán, mà cũng làm cho mình mà thật sự nha. Chị Thảo ăn rồi Thảo biết đó, lúc chị Thảo đang mệt. Em không biết là cái này là tâm lý hay là mà em cảm nhận được là khi mình mệt, mình khó chịu mà mình khó thở và mình ăn vô tự nhiên nửa tiếng sau người mình nó rất là khỏe, mà có thể nói từ sáng tới chiều bổ phổi hả chị ha? Đúng rồi, bổ phổi. Em bổ phổi mới nói được. Mà chị cũng hát nữa, nếu mà quý vị nào mà đã biết chị Lý Ngọc Thu là cũng là một người ca sĩ luôn thì có phải nhờ yến cái bí quyết của mình để giữ giọng là yến hay không? Em nói quá, hát cái vụ đó là hát vui thôi. Em nói chị mắc cỡ. Ok đi chị. Rồi bây giờ mình nói về là những mình còn khoảng thời gian chắc cũng còn 8 phút. Thì trong 8 phút này hai chị có những cốt truyện nào muốn chia sẻ cho quý vị để giữ sức khỏe hay là làm đẹp hay không ạ? À? Tại sẵn rồi bây giờ mình nói làm đẹp luôn đi ha. Mình đó là bữa nay mình lucky cái là mình có dược sĩ, bác sĩ Thu Thảo ngồi đây, cho nên đó, hai chị em mình đó là đang nói là với một cái suy nghĩ là về làm đẹp và chăm sóc sức đẹp thôi. Còn bác sĩ Thu Thảo trả lời giúp cho mình với khán giả là có công thức đàng hoàng nè, có nghiên cứu nè, có bài bản, có hết và FDA approve nữa. Dạ, nên là rất là may mắn bữa nay mình ngồi đây. Thậm chí chị cũng đang nghe, đang say mê. Chỉ nói mà mình ngồi mình đang mình giờ mình ngưỡng mộ đi để mình suy nghĩ mình về mình làm tem sale. Thì nếu mà nói mà làm đẹp thì phải nói là trong cộng đồng của chúng ta đa phần ai cũng nghe quảng cáo từ bên Việt Nam. À, thẩm mỹ viện này, thẩm mỹ viện kia, vân vân. Thế là đang mua một cái chị. Đúng rồi, rất là hot. Mua một cái vé máy bay bay về rồi là làm đẹp. Nhưng những dịch vụ ở bên Việt Nam làm đẹp thì Thu Thảo đã nghiên cứu hết rồi. Để rồi Thu Thảo mới là cùng với bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú và ba cô y tá, cùng với lại hai bà chủ là dược sĩ Tina Watt và bác sĩ nhãn khoa Vasa. Thì chúng tôi muốn là quý vị không cần tốn tiền để bay về Việt Nam, là một cái vé ít nhất cũng phải 1.500.000 đô. Rồi là mình chỉ chữa được một lần ở bên Việt Nam. Còn những dịch vụ mà làm đẹp á, mà để tự nhiên nhất thì Thu Thảo phải khuyên quý vị là mình phải cần có thời gian. Ngoài trừ quý vị dao kéo mổ xẻ thì đó là một lần một phát một, sau đó là phải nghỉ dưỡng ở nhà ít nhất là 3 tuần. Đúng không Thu? Nếu mà sau khi mình căng da mặt, cắt facelift hoặc là sửa mũi, sửa mắt vân vân. Nên để mà cho quý vị gìn giữ được sắc đẹp tự nhiên của mình đang có, giống như Ngọc Thu đã đẹp sẵn rồi, Chelsea cũng đã đẹp sẵn rồi, thì giờ mình không muốn sửa mà bây giờ mình không muốn bị già, thì là những cái liệu trình tiên tiến nhất thì luôn luôn nó phải là ở Mỹ. Thì chúng tôi có những cái máy móc tiên tiến nhất, công nghệ hàng đầu để mà giúp cho quý vị săn chắc da, tái tạo collagen, nó gọi là vi lăng kim với lại sức nóng radio frequency microneedling của cái máy Potenza, hoặc là PicoSure Pro là cái máy công nghệ này là FDA approved để mà chữa nám cho da Á Châu, hoặc là công nghệ mesotherapy để mà đẩy tế bào gốc vô dưới làn da nội bì của mình vân vân, hoặc là chích tế bào gốc, hoặc là chích
truyền nước biển, thuốc bổ, hoặc là cấy tóc cho mình với lại tế bào gốc vân vân. Do đó hy vọng là những ai mà local ở Nam Cali thì đừng có ngần ngại đến với Restore Medical Spa and Wellness, thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị để mà làm sao để gìn giữ được sắc đẹp của mình tự nhiên nhất mà không có phải là đau đớn dao kéo phẫu thuật vân vân. Còn ăn uống thì luôn luôn lúc nào Thu Thảo cũng khuyên mọi người là 8-2, có nghĩa là 80-20, 5 ngày trong tuần là phải ăn chuẩn. Rồi cuối tuần thì 2 ngày, giống như tối hôm nay là Halloween thì là cho quậy tới sáng. Mà đến là được khai vị ăn yến miễn phí. Đúng, vậy là quá sướng rồi. Mà tất cả quý khán thính giả từ các tiểu bang hoặc là local của Nam Cali mà đến Restore của dược sĩ bác sĩ Thu Thảo là cũng trong lúc chờ đợi cũng được ăn yến nữa. Dạ. Nên là bác sĩ cũng sẽ bác sĩ đầu nấu tư luôn, đầu tư mà tự nấu luôn, tự nấu cho khách hàng ăn khách luôn. Khách hàng dạ. Wow, vậy là tới chỉ cần ngồi chờ giống như đi mua xe mà mình được ly cà phê. Bữa nào Chelsea đi... tới đi. Yes, hôm nay nói chuyện xong Chelsea phải tới. Đúng không chị? Đúng. Thứ nhất là tới chuyện nước em đó. Em chuyện nước biển nè, hoặc là em mua truyền nước biển là cho khỏe đó, vitamin đúng D rồi, đó. Đúng rồi. Tại vì em nói là thiếu. Em thiếu nhiều lắm chị. Cái gì em cũng thiếu rồi đó. Trời ơi, tại vì mình không có đủ thời gian để nói thêm thì bây giờ mình còn khoảng 3-4 phút. Trong 3-4 phút này, 4 phút này thì chị có những lời nào chị muốn gửi đến quý vị khán giả không chị? Cảm ơn Chelsea, với lại cảm ơn Đài Lido Sài Gòn TV đã cho Lý Ngọc Thu và dược sĩ bác sĩ Thu Thảo ngày hôm nay đến đây ngồi trò chuyện với em. Rất là vui, rất là vinh hạnh. Nếu như quý vị có nhu cầu về sức khỏe cũng như là bên trong lẫn bên ngoài thì cứ liên lạc Yến Xào Tây Nam và Restore Medical hả chị? Đúng, đến Restore với, Medical Spa and Wellness. Thì chúng tôi có vừa Yến Xào Tây Nam vừa có những dịch vụ làm đẹp tự nhiên nhất cho quý vị. Và một lần nữa thì Thu Thảo xin chúc cho tất cả mọi người có được một sức khỏe an lành, hạnh phúc bên người thân yêu của mình, và luôn luôn là phải yin và yang, là phải sống vui, sống khỏe và sống trọn vẹn. Do đó mình lúc nào cũng phải quân bằng là ăn uống đầy đủ chất, và nếu có nhu cầu là mình cũng phải nghĩ tới gìn giữ sức khỏe và sắc đẹp của mình ngay từ thời điểm bây giờ, chứ không có đợi về già rồi đi kiếm Thu Thảo bắt là phải làm trẻ cho bác được 20 tuổi thì hơi bị khó nha quý vị nha. Còn chị bên này là khi mình nói về yến rồi đó là quý vị có thể đầu tư ăn từ từ đúng, mỗi ngày từ mỗi ngày. Thì hồi nãy như mình nói là tuổi nào cũng có thể bắt đầu hết thì mình không cần nhiều, thì mình có thể là từ từ thôi. Tùy cái nhu cầu của mỗi người và tùy cái túi tiền của mỗi người, cũng có thể giống như một tuần lễ thông thường là một tuần 2-3 lần là tốt nhất. Nhưng mà nếu mình có điều kiện hơn hoặc là sức khỏe mình yếu hơn thì cũng có thể là mình ăn mỗi ngày, là mỗi ngày là dành cho những người lớn tuổi. Nhiều khi có những cái ngày trái gió trở trời không có muốn ăn cơm hoặc là không có muốn thèm gì hết thì có thể mình có dùng được mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, hoặc là cho mỗi bữa ăn cũng được. Nhưng mà tốt nhất duy trì thì là một tuần 2-3 lần thì là tốt nhất cho sức khỏe của mình. Quý vị đang xem chương trình Góc Khuất với Chelsea và hai chị đẹp ở đây thì như Chelsea nói với cái show kia, mình nói về làm đẹp như thế nào để giữ cho phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn tươi, muốn đẹp hết, thì cái đó là một cái cách tâm lý cho mình để mình thấy khỏe hơn. Nhưng mà cái quan tâm lý thật sự chính á, là mình nói về sức khỏe. Nếu mà không có sức khỏe gì cho mình đẹp cái máy mình cũng thấy mệt thì đâu cũng không có sức hết, thì mình giống như là một cái mà mình đi đến gần người ta, mình đem theo cái năng lượng mà nó đi cái hay là mình mệt. Nhưng mà khi mình đẹp, mình khỏe ra, nhưng chị nói là mình khỏe chứ, là mình đem theo một cái positive energy, là một cái năng lượng rất là tốt, thì mình lúc nào cũng tỏa sáng hết. Thì như một cái hoa mà héo thì đó là không có sức khỏe, còn cái hoa mà nó khỏe thì là lúc nào nó cũng tươi tắn hết. Dạ, thì vì mình còn khoảng thời gian để em mời hai chị gửi lời chào đến quý vị khán giả. Ngọc Thu xin cảm ơn quý vị đã xem chương trình và lắng nghe chúng tôi hôm nay. Và cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.
Thu Thảo xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian lắng nghe chúng tôi chia sẻ, và hy vọng rằng là tất cả mọi người có được một sức khỏe sắc đẹp luôn luôn trọn vẹn bên người thân yêu của mình. Xin cảm ơn hai chị rất nhiều đến với chương trình, và như Chelsea rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Góc Khuất, và mong mong là quý vị lúc nào cũng khỏe hết. Cái đó là một cái vấn đề bây giờ, mỗi lúc khi mà Chelsea đi cầu nguyện hay đâu đó là mình cầu nguyện cái quan trọng nhất là sức khỏe, thì cũng mong là quý vị luôn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.